kính chào quý đồng bào trong nước và hải ngoại, quý thính giả, quý chiến hữu. Duyên Lê, ngày hôm nay chúng tôi có buổi hội luận để cùng chia sẻ với đồng bào, quý thính giả về đề mục trưng cầu dân ý của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện diện trong buổi hội luận ngày hôm nay có đại tướng, bác sĩ Quách Thế Hùng, thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng và Đại tá Đỗ Đức Tiết kính mời ba vị gửi lời chào đến quý đồng bào và quý thính giả. Mời Đại tướng Bác sĩ Quách Thế Hùng. Tôi, Bác sĩ Đại tướng Quách Thế Hùng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, xin trân trọng kính chào quý đồng bào, quý chiến hữu và quý đồng nhiệm. Tôi là Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng, kính chào toàn thể quý đồng bào, quý chiến hữu, kính thưa quý đồng bào trong nước và quý đồng bào ở hải ngoại hiện đang sống khắp nơi trên thế giới. Tôi đại tá Đỗ Đức Tiết, tùy viên quân sự trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, rất là làm hân hạnh và hãnh diện tôi được cơ hội để tiếp cận chia sẻ một vài ý nghĩa của riêng cá nhân tôi. Xin cảm ơn ba vị. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến Đại tướng, bác sĩ Quách Thế Hùng, tại sao chúng ta lại có cuộc trưng cầu dân ý? Kính thưa quý vị, trưng cầu dân ý là hỏi ý của dân. Bởi vì từ xưa đã có cái quan niệm rằng ngày một nước không thể thiếu vua. Và bây giờ chúng ta nói khác đi là một nước không thể một ngày không có lãnh đạo. Chúng ta muốn nói đến một vị lãnh đạo anh minh vì dân, vì nước sẽ đem lại tự do tranh đấu cho một nước Việt Nam trở nên độc lập và làm cho người và giúp cho người dân không bị khổ và người từ xưa đến giờ chúng ta tổ tiên chúng ta vẫn nghĩ rằng ý dân là ý trời cái gì mà dân muốn thì chính phủ muốn cái gì mà dân ghét thì chính phủ phải ghét bởi vì cái cuộc chiến hiện bây giờ của chúng ta là một cuộc chiến quốc tế giữa hai khối tự do và cộng sản một đằng thì lo cho dân và bảo vệ dân còn một đằng thì bóc lột, chèn ép và tham nhũng của dân. Chúng ta cần phải cho thế giới biết là dân tộc Việt Nam đã cảm thấy chán chê với chế độ Cộng sản bởi vì từ khi mà Hồ Chí Minh giả len lỏi vào nước Việt Nam dưới tính cách là một gián điệp của Tàu Cộng, nó đã lập nên đảng Cộng sản, lập nên cái gọi là chính quyền và lập nên cái gọi là quốc hội gieo tan tóc cho dân Việt Nam và cho đến ngày hôm nay những sự kiện đó đã đi đến mức cùng cực dân chúng đã bị đau khổ đến mức cùng cực dân không còn muốn sống dưới chế độ tào quyền cộng sản do đó dân phải nói lên tiếng nói của mình là dân không còn muốn cộng sản không thích sống với cộng sản cộng sản phải bị giải thể phải bị tiêu diệt và đồng thời chúng ta cũng phải nói lên tiếng nói là chúng tôi muốn được một vị lãnh đạo anh minh có một cái lịch sử thương yêu đồng bào yêu nước và đã làm những cái việc ích lợi cho nước Việt Nam và đó là ngài thủ tướng Đào Minh Quân bởi vì có những sự kiện chứng tỏ cho chúng ta thấy một chính phủ, một vị lãnh đạo quốc gia mới có thể đảm đương những công việc mà một người hay một tập thể hay một đảng phái không thể làm được. Tôi xin dẫn chứng những cái thí dụ chẳng hạn như những cái vụ kiện Formosa sở dĩ có thể xảy ra được ở đất Hoa Kỳ là bởi vì một vị lãnh đạo của nước Việt Nam đã có được cái tư cách pháp nhân Trong khi chính Cộng sản ở Việt Nam không thể làm được điều đó Địa Thứ hai là Tòa Hình sự Liên Hiệp Quốc Đã nhận đơn kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Và điều thứ ba là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Bởi Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân Đã được Chính phủ và Tư pháp Hoa Kỳ nhận đơn kiện Để chứng tỏ cái tư cách pháp nhân của một Chính phủ hợp pháp Một vị lãnh đạo hợp pháp và đã cho và đã xử và cho phép chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tịch thu tài sản của bọn cộng sản tham nhũng đã ăn cắp của dân và ăn cắp của đất nước. Bởi vậy, để đối đầu với cộng sản một cách hữu hiệu, nhất là trong cái giai đoạn cuối cùng rất là căng thẳng này, chúng ta cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý để cho thế giới biết là dân chúng, một lần nữa tôi xin nói lại điều đó, là dân chúng Việt Nam đã chán chê với cộng sản và dân chúng ta muốn có một vị lãnh đạo anh minh mà ở đây là chúng tôi muốn nói đến ngài thủ tướng đào minh quân chúng ta muốn bầu cho ngài là một vị lãnh đạo của đệ tam cộng hòa hoặc là một vị quốc trưởng hay là một vị tổng thống của đệ tam cộng hòa ngoài ra quý vị thử tưởng tượng một nước việt nam cho đến ngày hôm nay dưới sự dày xéo bóp chặt của cộng sản như là một cái nhà đã bị mối mọt ăn những sự đổ nát những sự suy sụp từ kinh tế chính trị cho đến đạo đức cho đến xã hội vân vân thì sau khi hậu cộng sản tức là sau khi chúng ta đã giải thể xong cộng sản thì chúng ta cần có một vị lãnh đạo đầy đủ khả năng được đồng bào cho phép cùng với đồng bào xây dựng lại quốc gia và để bình định lại tình trạng xứ sở trước khi chúng ta có thể tổ chức một cuộc tổng tuyển cử để giao sự lãnh đạo lại cho những thế hệ về sau vì vậy một lần nữa tôi xin nhấn mạnh cái điểm là chúng ta cần có một cuộc trưng cầu dân ý vì để chúng ta thứ nhất là để đến cái giai đoạn này giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến giải thể tạo quyền cộng sản chúng ta cần có một vị lãnh đạo được chánh thức quá bởi chính người dân việt nam và đồng thời trong cuộc chiến chúng ta cần phải có những đồng minh và những chính phủ của đồng minh chỉ có thể giao thiệp với một chính phủ đây là một giai đoạn mà chúng ta cần có những sự hỗ trợ mạnh mẽ do đó chúng ta cần có một vị tổng thống hoặc là một nhà lãnh đạo của đệ tam cộng hòa và đồng thời đối nội như chúng tôi đã nói là chúng ta cũng phải cần có một chính phủ mạnh mẽ sáng suốt để bình định quốc gia sau khi đã bị dày xéo và làm cho suy sụp đổ nát bởi cộng sản dựa vào những điều trên chúng tôi chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do ngài thủ tướng đào minh quân lãnh đạo đã đưa ra cuộc trưng cầu dân ý đó là những cái ý nghĩ của tôi là tại sao chúng ta cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý để chọn một vị tổng thống hay là một nhà lãnh đạo của Đệ Tam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Đại tướng. Tại sao chúng ta lại bầu chọn Thủ tướng Đào Minh Quân là tổng thống? Nếu được, xin cho biết qua tiểu sử của Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập và lúc nào mời Đại tá Đỗ Đức Tiết. Thưa quý đồng bào, có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có từ hồi nào? Chính phủ có sách lược gì đối với Cộng sản? Ông Đào Minh Quân là ai? Làm thủ tướng hồi nào? Bao nhiêu năm qua, ông đã làm được gì cho quê hương dân tộc Việt Nam? Vân vân. Tôi xin mạng phép trả lời thật ngắn gọn hầu tất cả quý đồng bào thấu triệt mọi vấn đề. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập bắt đầu từ ngày 21 đến tháng 10 năm 1990 do chính đồng bào và những nhà ái quốc phát động. Do đó chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đang kiên nhẫn thuyết phục và cổ động mọi người việt nam cùng làm phương pháp hiệu quả là ký đạp mặt hồ chí minh chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tâm huyết đấu tranh bất bạo động công khai một cách khiêm tốn nhẹ nhàng nhưng cương quyết vì lý tưởng dân chủ tự do nhân quyền cho dân tộc việt nam chủ trương lấy tâm đạo làm gốc quyết tâm triệt hạ đảng cộng sản mục đích mang lại an bình no ấm cho người dân chính sách phải có sự tha thứ độ lượng đường lối mềm không yếu dũng không bạo, nhanh nhẹn nhưng không vấp váp, cứu cánh lấy lại đất tổ, không làm khổ dân và bỏ cộng còn việc, việc không viết việc. Riêng đối với tất cả anh chị em đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, lúc nào cũng phải có tác phong chỉnh kề, đạo đức phải biết thương mến nhau hy sinh giúp đỡ coi nhau như đại gia đình và điều quan trọng hơn hết là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang song hành với chính phủ Hoa Kỳ chặn đứng ý đồ xâm lược muốn làm bá chủ đại hán đuổi tàu ra khỏi quê hương dân tộc Việt Nam càng sớm càng tốt tôi trả lời như vậy cũng tạm đủ cho chiến lược của chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời. Tiện đây, tôi xin sơ lược về tiểu sử Đào Minh Quân. Đào Minh Quân đã nhậm chức chính phủ vào ngày 16 tháng 2 năm 1991 cho ba thế hệ bầu lên và được công nhận bởi đồng minh Hoa Kỳ và 28 nước Âu Châu. Ngài Đạo Minh Quân đã cùng với các nhà ái quốc. Lột mặt nạ Hồ Chí Minh là gián điệp tàu cộng tại UNESCO năm 1989 và đã hy sinh cả chánh tâm quyết để giúp đỡ tranh đấu cho đồng bào tại 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á. Thủ tướng Đào Minh Quân đang tổ chức chí nguyện đoàn chống cộng tại nội địa. Ngài cũng được tòa hành sự, Liên Hiệp Quốc, nhận thu, lý đơn kiện Cộng sản Việt và Cạo Cộng tại quận Cam để tịch thu các tài sản tham nhũng phi pháp của các tên chấp bu Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và gần đây, nhất công ty Phọng Mô Sa có chi nhánh tại Hoa Kỳ đã bị chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đứng đơn kiện với tư cách pháp nhân duy nhất tại tòa án hình sự tại Hoa Kỳ và tòa án hình sự quốc tế văn kiện số 61020390 dpf 1 Formosa và văn thư ngày 21 tháng 7 2016. Tiếp theo đó, Bộ Tư pháp Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cũng tống đạt cho Formosa văn bản số 1 d 6102328 Das N-O-D-A-O-N Das 01 Ngày 23 tháng 8 2016 Certified Mail 7011 Das 2970 Das 0001 Das 1668 Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân là Trung Quý trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ông cũng bị bắt và bị tù cải tạo là một chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Black Tiger tại vùng một chiến thuật tiểu khu quản trị với danh hiệu đi không tiếng về không lời. Sau khi bị bắt, ông đã vượt ngục lái tàu Việt Nam KJ 0602 đem gia đình và 524 thuyền nhân vượt biển đến đảo Pulau Target Mã Lai năm 1979. Sang Mỹ định cư nhờ chăm chỉ làm việc Khả năng thiên phú chỉ trong vòng vài năm, Ngài đã trở thành một triệu phú trẻ Việt Nam thời ấy. Có cái công ty tên là Đào Computer. Nhờ tài ngoại giao khéo léo, kinh doanh, ông quen biết nhiều khuôn mặt chính trị có danh trên thế giới. Tổng thống Bú Cha và Tổng thống Bill Clinton có thư chúc ông rằng được may mắn và trao đổi công hàm, gọi ông là Ngài Thủ tướng. Chủ tịch siêu cường quyền lực Jim Turner, Government Impact công nhận mặt thường điện đàm với ông coi như là bạn. Ngài đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình vào 17 trại tị nạn cộng sản, giúp cho đồng bào vật chất đến tinh thần, mong sớm được định cư ở đại tam quốc gia. Những lúc gần đây, ngài cũng thường gửi tiền, gửi quà về trong nước, thực phẩm, quần áo, thuốc men đều có hình ảnh Ngài làm việc lúc nào cũng có sách, mắt có chứng. Ngài là một vị thủ tướng anh minh và sáng suốt. Từ khi ngài vừa nhậm chức, thủ tướng đã tuyên cáo có văn thư chính thức rằng tất cả các hợp đồng giao kèo hay kế ước nào ký kết với Đảng Cộng sản hoặc cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều bị vô hiệu lực và không được cứu xét sau khi cặp đoàn cộng sản bị giải thể đồng bào thấy thủ tướng quá tài giỏi siêu việt phải không thưa quý đồng bào cảm ơn đại tá đỗ đức tiết vậy xin cho biết cách thức bầu chân cầu dân ý và ai có thể tham gia cuộc chân cầu dân ý này mời thiếu tướng nguyễn đức thắng tôi là thiếu tướng nguyễn đức thắng xin kính chào quý đồng bào quý thính giả đang nghe buổi hội luận và tất cả các bạn đang xem chương trình này trên hệ thống internet, YouTube và Facebook để trả lời câu hỏi của cô Duyên Lê. Ai có thể tham gia cuộc trưng cầu dân ý này? Dạ thưa tất cả quý đồng bào, tất cả những ai Việt Nam dù ở trong nước hay ở hải ngoại, trên 18 tuổi, không án tù đều có quyền tham gia cuộc bầu phiếu trưng cầu dân ý này. Thưa quý vị cách thức thực hiện và bầu trưng cầu dân ý này thì rất là đơn giản chúng ta có thể vào trang nhà của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời .com mở ngoặc chính phủ quốc gia việt nam lâm thời xin viết tắt đóng ngoặc trong đó đã có sẵn mẫu đơn và quý đồng bào chỉ cần điền vào các ô trống có sự chỉ dẫn ở đó như quý vị sẽ điền vào tên họ và tên địa chỉ nơi cư trú ngày tháng năm sinh địa chỉ điện thư lớp học và văn bằng cao nhất. Số phone của quý vị để liên lạc. Ở phía dưới có ô tiếng Anh viết là choose file là tấm hình của quý vị sẽ được chọn để gửi vào. Khi quý vị gửi tập vào hồ sơ này thì quý vị cũng đã xác nhận Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam và đồng ý bầu Thủ tướng Đào Minh Quân là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam. Sau khi quý vị đã điền đầy đủ vào các ô trống và kèm một tấm hình của quý vị thì quý vị dùng nút chuột bấm vào ô có chữ submit thì hệ thống điện toán của văn phòng trưng cầu dân ý sẽ nhận được phiếu bầu của đồng bào. Thứ hai, quý vị có thể vào trang mạng Facebook của Mr Đào Minh Quân hoặc an ninh nội chính tại mẫu phiếu bầu trưng cầu dân ý và quý vị cũng in ra và điền tên của quý vị Địa chỉ nơi cư ngụ, số điện thoại, điện thư thứ ba. Bầu phiếu qua phone, quý vị có thể gọi số điện thoại 760 523 3011, 760 523 3011 để lại lời nhắn, họ và tên của quý vị, địa chỉ nơi cư ngụ, điện thư, số điện thoại và quý vị nhắn thêm câu tên của quý vị đồng ý bầu chọn Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa. Ngoài ra, chúng tôi cũng còn có số điện thoại 657 539 0390, 657 539 0390 và số 949 529 0952, 949 529 0952. Và quý vị cũng tiếp tục vào để lời nhắn để làm phiếu bầu cho Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng. Ngoài việc trưng cầu dân ý, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có những chương trình nào khác không? Xin mời Đại tá Đỗ Đức Tiết. Thưa quý đồng bào, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ có chương trình Ngài Quốc Hận được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2000. 2017 với chủ đề Cân dân phục quốc Đại Việt trường tồn nhằm ngày thứ Bảy đúng 12 giờ trưa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ và sau đó sẽ tiến về my Square Park để dự lễ chính thức quý đồng bào sẽ nghe huấn thị của Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân rất quan trọng và Ngài cũng sẽ truyền thông điệp cho quốc dân đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại hiện đang sống giải rác trên khắp thế giới về công cuộc giải thể cộng sản do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và kết quả trưng cầu dân ý. Đồng thời, quý đồng bào đến đó ngày hôm ấy cũng được xem văn nghệ đấu tranh hợp ca, đơn ca, ca đòn, a Maria, vũ đoàn vi cầm có ẩm thực và chụp hình lưu niệm với thủ tướng và quan khách. Sau cùng, về tổng cục võ học tại góc đường Westminster và Euclid trên lầu kế khu thư viện Việt Nam để xem triển lãm hình ảnh đạp mặt Hồ Chí Minh và hình ảnh hồ sơ có khoảng trên 600.000 người dân đã trưng cầu dân ý bầu chọn ngài thủ tướng Đào Minh Quân làm vị tổng thống của nền đệ tam cộng hòa chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời làm việc gì cũng có sách, mắt có chứng, làm xong công việc rồi mới báo cáo. Xin cảm ơn quý đồng bào. Chúng tôi cũng xin bổ túc thêm là ba ngày triển lãm bắt đầu từ ngày thứ sáu, ngày 28, ngày 29 và ngày 30. Giờ mở cửa sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Và muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với ban tổ chức Cô Kelly Triệu, số điện thoại 714-886-7466. Cô Lâm Ái Huệ, 714-886-7466. 403 835 4227. Cô Trần Nguyệt Ánh 714 724 9794 và ông Thắng Nguyễn 714 989 0323 và trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Đại tướng Quách Thế Hùng.